Rồi, chào mừng tất cả mọi người đã quay lại kênh YouTube của Tâm Đức Seiko. Thì ngày hôm nay em sẽ mang hai cái mẫu xe Sava này ra. Thì bên trái mọi người đang xem đây là mẫu Sava Wawin 8, còn ở đây là mẫu Sava X3 Plus. Thì ngày hôm nay em sẽ so sánh hai cái cấu hình này để cho mọi người có một cái sự lựa chọn sao cho nó phù hợp với tài chính cũng như là phù hợp với cái nhu cầu của mình. Đó. Thì với cái mẫu Sava Wawin 8 này, chúng ta sẽ có một cấu hình là 95% là carbon này mọi người, chỉ ngoại trừ cái bô tan này thôi, còn lại ghi đông nè, phuộc nè, rồi khung sườn nè, rồi vành, cọc yên đều là chất liệu carbon hết. Đó, trên cái mẫu Sava Wawin 8 này. Còn với mẫu X3 Plus thì cũng tương tự. Với mẫu X3 Plus này thì chúng ta vẫn được trang bị 95% là carbon, chỉ mỗi cái bô tan này thôi, phần rất là nhỏ, chi tiết rất là nhỏ nha. Thì với cái bô tan này mọi người có thể về thay thế một cái bô tan carbon nếu mọi người muốn. Còn với nếu mọi người cảm thấy cấu hình này nó đã ok với mình rồi thì không cần thiết. Rồi, thì con này nó cũng ghi đông nè, phuộc nè, cọc yên nè, rồi khung sườn, vạch đều là carbon. Thì hai con này nó có cái giá thành khác nhau. Với cái mẫu Wawin 8 thì chúng ta sẽ có giá là 29 triệu ở thời điểm hiện tại. Và mẫu X3 Plus thì có giá là 38 triệu đồng. Đó, chênh nhau đâu đó gần 10 triệu, thì cụ thể là 9 triệu. Thì chênh nhau 9 triệu ở đây thì nó khác nhau về cái gì? Với cái mẫu Wawin 8 thì chúng ta sẽ có một cấu hình của Shimano 105 R7000. Thì ở đây bao gồm có tay lắc nè mọi người, một cặp tay lắc của Shimano 105 R7000 nè. Rồi phía dưới thì chúng ta sẽ có một ngàm thắng của Shimano 105 R7000. Rồi phía sau cũng là ngàm thắng của Shimano 105 R7000. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bộ truyền động của Shimano 105, bao gồm là hai đĩa trước và 11 clip sau nha mọi người. Đùi đĩa nè, rồi gạt đĩa, cùi đề cũng như clip là cấu hình của Shimano 105 R7000. Ở đây chúng ta chỉ có ngoại trừ sợi xích thôi, thì xích là sử dụng xích của KMC. Rồi với cái mẫu Sava X3 Plus này thì chúng ta sẽ được trang bị một chiếc xe có cấu hình Shimano Ultera R8000. Ở đây bao gồm chúng ta sẽ có một cặp tay lắc của Shimano Ultera R8000 nè, kèm theo là một cặp ngàm thắng, một ốc của R8000. Đó. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái bộ truyền động của Ultera R8000 giống như là Sava Wawin 8 thôi. Thì ở đây có đùi đĩa nè, rồi cùi đề nè, rồi gạt đĩa nè, rồi cũng như là clip. Đó, thì sử dụng rúp của Shimano Ultera R8000. Hai đĩa 11 clip nha mọi người. Thông số của đùi đĩa ở đây thì chúng ta sẽ có một đùi đĩa 50/34. Thì đây là một cái thông số phổ thông của các cái dòng xe đạp đua mà nhà sản xuất người ta trang bị trên cái bảng xe thương mại. Đó. Rồi, thì chiếc này nó sẽ có cái giá thành cao hơn bởi vì ở đây chúng ta sẽ được trang bị một bộ rúp cao hơn. Còn với hai cái bộ rúp này em sẽ phân tích ra tại sao mà chung một cấu hình thì nó không khác nhau vì nhiều về công năng cũng như về cái ngoại hình, nhưng mà giá thành ở đây nó lại thay đổi nhiều. Là với cái phiên bản Ultera R8000 thì chúng ta sẽ được trang bị một cái vật liệu nó sản xuất ra nó sẽ nhẹ hơn nha mọi người, cũng như là cái độ bền của nó theo thời gian nó sẽ bền hơn. Như thông tin em tìm hiểu được trên các diễn đàn thì các cái bộ tay lắc nè cũng như ngàm thắng nè thì nó sẽ nhẹ hơn nha. Ở đây thì bộ tay lắc nó sẽ nhẹ đâu đó 0,05 gram. Đó, thì những cái phụ tùng nhỏ như vậy, từng một cái tay lắc thì nó sẽ 0,05, thì 10 cái thì nó sẽ gom lại, nên là một cái bộ truyền động của R8000 nó sẽ nhẹ hơn nha mọi người. Cũng như đùi đĩa nè, rồi cùi đề nè, clip nè thì nó cũng sẽ nhẹ hơn. Đó, như mọi người thấy ở đây thì trên chiếc Wawin 8 này chúng ta sẽ có một cái clip của 105. Thì clip của 105 ở đây mọi người nhìn sơ qua thì về chất liệu nó sẽ không có cao cấp bằng Sava X3 Plus. Thì màu ở đây chúng ta giống như là một cái màu inox. Còn trên cái mẫu Sava X3 Plus này thì chúng ta sẽ thấy một cái màu giống như là của gan nha mọi người. Thì nên là cái chất liệu này nó khác nhau. Thứ nhất nó sẽ nhẹ hơn. Trên cái mẫu Sava X3 Plus này R8000 nó sẽ nhẹ hơn. Thứ hai là về cái chất lượng theo thời gian nó cũng sẽ nhẹ hơn. Đó, đó là cái lý do mà tại sao hai cái mẫu xe này nó chung cái cấu hình, nó chỉ khác mỗi là rúp một bên là R7000 và một bên là R8000 mà giá thành nó thay đổi khá là nhiều bởi như vậy nha mọi người. Mọi người nên chọn cái dòng xe nào thì cái đây thì nó phụ thuộc vào cái tài chính cũng như cái nhu cầu của mọi người. Nếu mọi người cần một chiếc xe không cần quá nhẹ thì chúng ta có thể chọn mẫu Sava Wawin 8 này, một chiếc xe cấu hình gần full carbon cũng như là rúp của 105, thì chúng ta có thể đi đạp thể dục thể thao nè, rồi chúng ta đi theo đoàn nè, rồi chúng ta có thể đi đường xa nè. Đó, trải nghiệm êm ái nè, chiếc xe nhẹ, trớn, bon thì mọi người có thể đi được rồi. Còn nếu mọi người có nhu cầu một chiếc xe nó nhẹ hơn một tí nữa
cũng như là cái độ bền của nó cao hơn một tí nữa, thì chúng ta có thể sở hữu cho mình cái chiếc Sava X3 Blade này. Thì chiếc Sava X3 Blade này nó sẽ đáp ứng một cái phần về chất lượng cũng như là về cái trọng lượng cho mọi người. Thì đây là hai cái mẫu xe mà em muốn giới thiệu cho mọi người ngày hôm nay. Mong là mọi người xem video này thì có thể chọn ra một chiếc xe sao cho phù hợp với tài chính cũng như cái nhu cầu của mình. Rồi, còn ở video ngày hôm nay thì so sánh hai cái mẫu Sava X3 Blade và mẫu Wowin 8 này để cho mọi người tham khảo. Mọi người mà có thắc mắc hay là cần tư vấn về dòng xe nào thì có thể liên hệ vào số điện thoại em để bên dưới nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào.